đang làm gì ở đây một mình? HMM, bạn đến đây để đi tiểu đúng không? Ha ha ha, vì đoạn phim này, có bao nhiêu người đã xem xong cả bộ phim? Trong hơn 30.000 đánh giá từ người dùng, gần 60% người đã đưa ra đánh giá 5 sao. Trong đó, một nửa số đó đã dành cho đôi mắt này. Đôi mắt trong trẻo không một vết bụi của cô gái. Cô gái tên là Inji, vừa mới cùng cha mẹ chuyển đến thành phố Bắc Kinh. Kiểu tóc nấm cùng đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt. Dễ thương tới mức nào làm sao? Và sự đáng yêu của Inji không chỉ là bên ngoài. Trong đầu bé nhỏ của cô, luôn đầy những câu hỏi kỳ lạ. Cách nhìn nhận người và vật cũng riêng của mình. Giống như một người khác không muốn gặp và đáng sợ. Nhưng Inji lại không thấy gì đáng sợ. Ngược lại, cô ấy còn đi theo người đó về nhà. Siu-chen đã coi Inji như con riêng của mình. Tủ nhỏ liên tục chỉ cách trang phục cho cô ấy. Nói sao lạc về những chuyện trong những năm qua. Nhìn thấy hạnh phúc trên khuôn mặt Siu-chen, Inji cũng không thể nhịn được mà cười theo. Sau khi trở về, Inji nghe được người hầu nói xấu mẹ và người khác. Ban đầu Siu-chen đã có mối quan hệ tình cảm với một nam sinh viên. Nhưng người đó đã bị giết vì hoạt động sinh viên. Và Siu-chen mang bầu trước khi kết hôn, trở thành đề tài cười chê của mọi người. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, nó đã bị bố mẹ của người đó bỏ bên ngoài thành phố. Ban đầu, tưởng chừng mọi chuyện đã qua. Nhưng không ngờ Siu-chen lại điên sau những cú sốc liên tiếp. Inji không ngờ Siu-chen lại đáng thương đến như vậy. Trong những ngày tiếp theo, cô thường xuyên đến thăm cô ấy. Mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết. Khi Siu-chen tỉnh táo, cô biết rằng Inji không phải là Guiji nhỏ. Vì Guiji nhỏ có một vết sẹo sau cổ. Khi cô lơ đễnh, cô ấy lại coi Inji như Guiji nhỏ. Inji cũng không phiền lòng. Miễn sao Siu-chen vui là được. Nhưng không phải ai cũng như cô ấy. Giống như bạn thân của cô, New. Trong hẻm của chúng mày có tường. Mẹ con tao không gọi tao đi. Hai người gặp nhau tại cửa hàng thực phẩm. New đi mua hàng nhưng chủ hàng lại cố ý trêu đùa cô ấy. Nó muốn anh ta hát một bài hát mới cho anh ta nhận hàng. Lúc này, Inji xuất sức giúp đỡ. Hừ, dựa vào cái gì mà. Và như vậy, hai người trở thành bạn thân. Nhưng New không may như Inji. Không có một gia đình hạnh phúc như vậy. Bố mẹ của New thực chất chỉ là bố mẹ nuôi. Và họ chỉ coi New như một công lao miễn phí. Mỗi khi không vui, họ sẽ đánh đập anh ta. Nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của New, Inji đau lòng. Một đêm mưa lớn, New đến tìm Inji. Sau khi bị bố mẹ nuôi đánh một lần nữa, New không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ấy muốn tìm cha mẹ ruột của mình. Nghe nói anh được nhặt ở bên ngoài thành phố. Lúc này, Inji nhớ lại những lời Siu-chen từng nói với mình. Có lẽ New chính là đứa con của Siu-chen, Guiji nhỏ. Sau khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ của New, Inji càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Tôi biết mẹ ruột của bạn ở đâu. Cách đây không xa, tôi sẽ đưa bạn đi tìm. Siu-chen cảm động khi nhìn thấy New. Ôm cô ấy trong lòng. Nhìn cô ấy như là cái tủ nhỏ của mình. Gọi mẹ đó. Mẹ. Khoảnh khắc này đối với Siu-chen và Ni đều là hạnh phúc. Hai người khốn khổ cuối cùng tìm thấy sự ủng hộ của nhau. Sau đó, Siu-chen bị bệnh và nói rằng sẽ đưa Ni đi gặp cha. Trời mưa xối xả bên ngoài. Siu-chen không quan tâm nhiều, kéo Ni ra khỏi cửa. Và lúc này, Inji cũng ngất xỉu trên lề đường vì không khỏe. Khi Inji tỉnh lại, cô ấy đã nằm trong bệnh viện. Với bố mẹ bên cạnh, cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Chắc chắn, Siu-chen và Ni cũng như vậy lúc này. Nhưng điều Inji không ngờ đến, hai mẹ con họ chưa ra khỏi thành phố Bắc Kinh, liền bị tàu hỏa đâm chết. Mỗi khi Inji nghĩ đến đó, cô ấy rất buồn. Mặc dù còn nhỏ, cô ấy chưa hiểu rõ cái chết là gì. Nhưng cô ấy biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Siu-chen và Ni. Lúc này, bố an ủi cô ấy. Những chuyện đã qua rồi. Sẽ dần quên đi thôi. Như bố cô nói. Sau khi chuyển đến nhà mới, Inji đã kết bạn với những người bạn mới. Xung quanh cô cũng có nhiều điều mới lạ. Dần dần cô cũng trở lại từ nỗi buồn quá khứ. Cho dù là Siu-chen hay Ni, đều trở thành một hình ảnh nhỏ trong ký ức của cô. Ngày nọ, Inji chơi bóng cùng bạn bè. Kết quả là trái bóng lỡ đi vào đống đổ nát bên cạnh. Người ta đồn rằng nơi đó không sạch sẽ. Những đứa trẻ sợ không dám lấy lại. Nhưng Inji không sợ. Cô đi qua cỏ dại cao như ngang người. Inji thấy một người đàn ông ngồi trên đất. Người đó nhìn thấy Inji và khuôn mặt thay đổi lớn. Nguyên cả người cũng trở nên cảnh giác. Nhưng sau vài câu chuyện, khi biết Inji chỉ đi lấy lại trái bóng, người đó thả lỏng sự đề phòng. Hai người trò chuyện thoải mái mà không liên quan gì. Còn Inji, một cô bé thông minh và đáng yêu, đã khiến người đàn ông rất thích thú. Người đàn ông muốn tặng cô bé một món quà. Nhưng Inji đã từ chối vì không phải là người quen của cô. Bất chấp sự chênh lệch độ tuổi lớn, hai người không có khoảng cách thế hệ nào. Người đàn ông rất thích trò chuyện với Inji. Và Inji cũng sẵn lòng đi chơi với anh ấy. Sau một vài lần gặp gỡ, người đàn ông mở lòng với Inji.
Nguyên tắc thì anh ta là tên trộm đang hoành hành như mọi người đã đồn. Người đàn ông sống trong cảnh nghèo khó, không biết bữa sau sẽ ăn gì. Nhưng em trai anh ấy học giỏi, luôn đạt điểm số cao nhất trường. Để nuôi em trai học hành, người đàn ông phải lạc lối vào con đường trái phép. Tôi đã đến đây không còn cách nào khác. Nếu có thể, người đàn ông cũng không muốn như vậy. Anh ta muốn trở thành người tốt nhưng lại chứng kiến hành vi xấu xa của những người khác. Lương tâm luôn trách móc anh ta, khiến anh ta thường bối rối. Anh Di ơi, hãy nói cho tôi là người tốt hay người xấu. Nhưng Anh Di chỉ lắc đầu, nói rằng cô không thể phân biệt người tốt và người xấu. Lương tâm khiến anh ta thường xuyên bối rối. Khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Anh Di, người đàn ông thở dài một hơi. Anh thở dài vì sự tuyệt vọng của hiện thực. Anh thở dài vì sự lố lăng của chính mình và sự bất công của số phận. Nhưng anh cũng chân thành hy vọng Anh Di có thể mãi mãi như vậy, không biết đến khổ cực trần gian, sống mãi trong niềm vui và sự trong sáng. Một vài ngày sau, Anh Di đến tìm người đàn ông nhưng anh không có ở đó. Cô tìm thấy một tượng Phật và mang ra khỏi cánh đồng. Ngay khi cô ra khỏi cánh đồng, cô gặp một người đội mũ rơm. Người đó hỏi cô nơi cô tìm thấy những thứ đó. Anh Di không nghĩ nhiều, cô chỉ vào đống đổ nát không xa. Không ngờ sau đó người đàn ông đã bị bắt. Người đội mũ rơm chính là người bắt anh ta. Anh Di bóng nhòe nhận ra rằng cô là nguyên nhân gây ra điều đó. Trái tim cô vừa hối lỗi vừa đau khổ. Cô trốn sau lưng người lớn, không dám xuất hiện. Khi người đàn ông đi qua trước mặt cô, anh ấy cười với Anh Di, như là muốn nói với cô rằng không sao cả. Bởi vì từ ngày bắt đầu công việc này, anh ấy đã sẵn sàng từ lâu, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy thôi. Sau đó, trong một thời gian dài, không còn nụ cười trên khuôn mặt của Anh Di. Nhưng trái tim của một đứa trẻ rất nhỏ, nó chỉ có thể chứa một việc vào cùng một thời điểm. Nhanh chóng, trái tim của Anh Di đã tràn đầy với chuyện của bà Song. Bà Song đã làm việc tại nhà họ trong một thời gian dài. Sau khi nuôi lớn Anh Di, bà lại bắt đầu giúp đỡ chăm sóc em trai của Anh Di. Và bà Song cũng có một đứa con trai riêng. Con trai đó lớn hơn Anh Di 4 tuổi và tên là Tiểu Thuận. Nghe được điều này, Anh Di nói một cách ngẫu nhiên. Vậy anh ấy đã tốt nghiệp tiểu học rồi. Người ở quê thật may mắn như cô đấy. Nhà bà Song nghèo không chỉ không đủ để con trai học. Để kiếm thêm thu nhập, gia đình Tiểu Thuận đã đi chăn bò cho những gia đình khác từ khi còn nhỏ. Bà Song cũng làm vậy để tiết kiệm thêm một chút tiền. Nhiều năm trời không về nhà, chồng bà chỉ có thể rảnh rỗi ghé qua một chuyến, nhưng chỉ nhanh chóng nói vài câu, rồi nắm lấy tiền và vội về. Vì không gặp con trai trong thời gian dài, bà Song đã nhớ đến mức không thể tưởng tượng. Cả tình yêu của mẹ hầu như tràn ngập, được gửi gắm vào đứa em trai của Anh Di. Và em trai đã coi bà như mẹ của mình, rất phụ thuộc vào bà Song. Dù có yêu quý em trai của cô nhưng cuối cùng, bà Song cũng không phải là mẹ ruột của em. Mỗi khi ôm em trai, bà luôn không thể không nghĩ về Tiểu Thuận. Không biết bây giờ nó ra sao, cao lớn đến đâu, đã đen như thế nào. Anh Di biết rằng bà Song nhớ con, nên cô tự nguyện viết thư giúp bà gửi về, yêu cầu chồng mình mang Tiểu Thuận cùng lần sau đến. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sau khi thư được gửi đi, chồng bà cũng đến, nhưng mà không thấy bóng dáng của Tiểu Thuận. Chồng bà đã nói dối rằng đã đến nhà bác lớn. Ngay lập tức, bà Song trở nên không vui. Bà ôm em trai Anh Di và quay đi. Khi Anh Di quay lại từ ngoài sau khi chơi xong, nhưng bà Song đang nghiến răng ở góc nhỏ. Bầu không khí trong nhà cũng trở nên rất u ám. Mẹ nói với Anh Di rằng Tiểu Thuận đã được bán đi. Do chồng bà nghĩ rằng Tiểu Thuận là một món hàng mất tiền, nên đã cho đi từ lâu. Chồng bà đã giấu kín mọi chuyện trước mặt bà Song, cho đến khi không thể giữ bí mật nữa, mới nói ra. Ban đầu, bà Song còn tính làm việc vài năm nữa, rồi quay lại để đoàn tụ với con. Nhưng bây giờ cả hai đứa trẻ đều đã không còn nữa. Bà ấy cũng đã không còn muốn trở về nhà. Anh Di từ trước luôn thấy bà Song phiền phức, luôn thích nói xấu người khác sau lưng. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại của bà ấy, Anh Di thấy rất đáng thương. Mùa hè qua mùa đông tới, thời gian không dừng bước vì ai. Trong chớp mắt, thành phố Bắc Kinh đã được phủ bởi tuyết trắng. Vào lúc này, cha của Anh Di cũng bị bệnh nặng. Sau giờ học, Anh Di đến bệnh viện thăm cha. Và cô ấy nói không ngừng về cuộc sống học tập gần đây của mình. Nhưng không hề nhận ra, cha trước mắt dường như khỏe mạnh. Cha đã đi đến điểm cuối cuộc đời. Cha hỏi Anh Di có hận mình không? Anh Di không nói gì, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Mắt hơi đỏ lên nhẹ nhàng. Cha vuốt nhẹ tóc của Anh Di và nói nhẹ nhàng, con đã lớn rồi phải không? Anh Di vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cha đầy kiên định. Ở khoảnh khắc này, lẽ cô ấy đã nhận ra rằng cha sắp ra đi. Vì vậy, Anh Di cố gắng nỗ lực để giữ một nụ cười mạnh mẽ để cha yên tâm. Lại một mùa thu nữa, lá cây đã được nhuộm thành màu đỏ đẹp. Chỉ là cha của Anh Di không còn thấy được nữa. Đây là lần đầu tiên Anh Di đối diện thẳng với sự sống và cái chết. Có một loại đau khó tả ẩn giấu trong lòng. Bởi vì cha đã ra đi, tình hình kinh tế trong gia đình không như xưa.
mẹ chỉ có thể dẫn theo Inh Di và em Inh di chuyển nhà lần nữa. Và bà Song chỉ có thể đi với chồng trở về quê. Nhìn hình dáng xa dần của bà Song, Inh Di không thể nhịn được nước mắt. Nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn nén nước mắt. Bởi vì cô ấy đã hứa với cha rằng cô ấy sẽ học cách trưởng thành. Thế giới của người lớn rối ren và kỳ lạ, đầy những khó khăn và bất lực vô số, luôn diễn ra sự ly biệt và vui buồn. Những tuyến tình cảm phức tạp, chúng buộc họ tự giam mình trong đó. Thế giới của trẻ em đơn giản và trong sáng. Có hay không, tốt hay xấu, đều đơn giản và trong sáng. Không có quá nhiều điều nếu như, cũng không có quá nhiều nhưng. Tư duy thẳng thắn và trực tiếp, làm cho họ sống trong niềm vui. Mặc dù đó là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng tồn tại trong cùng một không gian thời gian. Chỉ khác nhau là mỗi người nhìn theo góc độ khác nhau. Liệu rằng thế giới này quá phức tạp, hay lòng người phức tạp? Có lẽ trong trái tim bạn đã có câu trả lời từ lâu.